Taxi điện VinFast khác gì với taxi xăng, khi tắc đường thấy rõ ưu thế. Thường xuyên phải di chuyển trên các tuyến đường đông đúc, taxi điện của VinFast hứa hẹn có nhiều ưu điểm vượt trội so với xe xăng. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup công bố thành lập công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh Green and Smart Mobility GSM, đơn vị chuyên sử dụng ô tô và xe máy điện của VinFast cho các dịch vụ cho thuê và taxi. Theo đó, GSM và dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông xanh và taxi đa nền tảng đầu tiên ở trên thế giới với mục đích phổ biến trải nghiệm di chuyển bằng điện và ủng hộ lối sống xanh. Hiện nay, taxi điện VinFast đang tổ chức chương trình chạy thử nghiệm cho một số lượng khách hàng có giới hạn tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 20 giờ, các ngày từ mùng 5 tháng 4 đến 12 tháng 4 năm 2023. Theo kế hoạch, hãng taxi điện đầu tiên ở Việt Nam do GSM thành lập sẽ chính thức đi vào hoạt động trong tháng 4 này tại Hà Nội, sau đó mở rộng ra phạm vi cả nước trong năm 2023. Hãng taxi điện này hiện đang dùng những chiếc VinFast VF E34 và tương lai sẽ có thêm hai mẫu xe taxi khác là VF 5 Plus và VF 8. Taxi của VinFast có bị hao nhiều pin khi tắc đường. Tắc đường là tình trạng thường xuyên xảy ra tại các thành phố lớn và tập trung đông dân cư. Xe xăng đương nhiên sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn khi tắc đường. Còn xe điện thì sao? Liệu taxi của VinFast có ngốn nhiều pin khi di chuyển trên các tuyến đường ùn tắc? Xe điện VF E34 được trang bị công nghệ pin lithium-ion, dung lượng 42 kWh với ưu điểm lưu trữ lớn, độ bền cao, cho phép xe có thể sạc nhanh và an toàn hơn. Hơn nữa, pin của VF E34 được đặt dưới sàn, trọng tâm xe thấp hơn nên có thể là giảm nguy cơ bị lật xe, từ đó tránh được các chấn thương nghiêm trọng cho hành khách. Tuy nhiên, khi trở thành taxi điện thì loại xe này có bị tốn nhiều pin khi tắc đường không? Đặc biệt là trong quá trình lưu thông trên các tuyến đường đông đúc. VinFast từng tiến hành thử nghiệm về mức độ tiêu hao pin của VF E34 trên hành trình di chuyển từ thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và kết thúc ở mũi Sa Vĩ, Móng Cái, Quảng Ninh vào tháng 6 năm 2022. Trong hành trình này có một đoạn đường bị ùn tắc. Kết quả thật bất ngờ, VF E34 chỉ tiêu hao khoảng 10% pin cho đoạn đường khoảng 30 km có chỗ ùn tắc. Vậy khi di chuyển 1 km trong tình trạng tắc đường, taxi điện này chỉ tốn 0,33% pin. Hơn nữa, VF E34 vẫn tiết kiệm pin đáng kể dù người dùng có bật nhạc, điều hòa, bật ghế sưởi và đèn pha khi bị tắc đường. Như vậy, VF E34 tốn pin không nhiều khi tắc đường. Điều này giúp người dùng có thể an tâm với khả năng tiết kiệm năng lượng của mẫu xe điện này. Trên thực tế, pin xe điện thường có tuổi thọ trung bình từ 10 đến 20 năm trước khi cần được thay thế. Tuy nhiên, nhờ những ưu điểm của pin lithium-ion, thời gian vận hành của xe điện VF E34 với 100% sẽ đạt ít nhất từ 7 đến 8 năm và sau đó duy trì với mức 70% thời lượng pin so với ban đầu. Theo Reuters, các chuyên gia cho biết xe điện vốn sử dụng ít năng lượng hơn khi không di chuyển và vẫn còn tồn tại được lâu hơn cả xe xăng khi bị tắc đường. Ông David Howick, giáo sư khoa học kỹ thuật tại Đại học Oxford cho biết rằng xe điện thực tế sử dụng rất ít năng lượng khi đứng yên, động cơ của loại xe này không tiêu thụ năng lượng khi ở tốc độ 0. Chỉ có các thiết bị điện tử trên xe và hệ thống sưởi hoặc làm mát mới sử dụng điện khi xe đứng yên, nhưng lượng điện này lại tương đối nhỏ. Vị giáo sư này cho biết thêm, trong trường hợp đứng yên, nếu một chiếc xe điện được sạc đầy, có thể chạy điều hòa và những thiết bị điện tử trong ít nhất một ngày và có thể nhiều ngày. Điều này tùy thuộc vào từng loại xe điện. Đồng tình với quan điểm trên, tiến sĩ Catherine Collette tại Đại học Oxford đưa ra một ví dụ. Trong trường hợp chiếc xe điện Nissan Leaf với pin 40 kWh gần tương đồng với VF E34 với pin 42 kWh bị tắc đường chỉ với 50% pin và người dùng bật chế độ sưởi liên tục ở mức cao nhất thì vẫn có thể ở trong xe tới 10 giờ đồng hồ. Tiến sĩ Catherine Collette chia sẻ, thực ra xe sử dụng xăng dầu cũng sẽ tiêu hao nhiên liệu khi bị tắc đường, nhưng việc đốt xăng trong quá trình bật sưởi còn khiến xe xăng gặp nhiều vấn đề đáng lo ngại hơn xe điện, đồng thời làm giảm phạm vi hoạt động của chúng. Taxi điện VinFast VF E34 có ưu thế gì? Theo GSM, trang bị trên VinFast VF E34 phiên bản xe taxi không có sự khác biệt so với mẫu xe thương mại thông thường. Cụ thể, taxi điện này có hệ thống đèn chính dùng bóng LED với chức năng bật hoặc tắt tự động, la răng có kích thước 18 inch. Khoang lái trên VinFast VF E34 có màn hình cảm ứng 10 inch, được đặt dọc với khả năng kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, chiếc xe này còn có trang bị tiêu chuẩn trợ lý ảo VinFast, hỗ trợ tiếng Việt. Động cơ của VF E34 là một mô tô điện với công suất là 147 mã lực, mô men xoắn cực đại 242 Nm. Đặc biệt, mẫu xe điện này dùng hệ dẫn động cầu trước và đi kèm là 3 chế độ lái, bao gồm Eco, Comfort và Sport. VF E34 có phạm vi di chuyển tối đa khoảng 285 km nên thích hợp làm taxi di chuyển ở trong khu vực nội thành. So với taxi truyền thống, taxi điện của GSM có nhiều tính năng thông minh, mang đến nhiều trải nghiệm vượt trội như không mùi, không ồn, tốt cho sức khỏe, góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài ra, người dùng cũng có thể dễ dàng đặt taxi ngay trên ứng dụng thông minh của hãng. Từ CafeF, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.